Lưu ý hữu ích khi ăn trái cây để giảm cân. Người mắc các bệnh tiểu đường không nên ăn trái cây, đây là suy nghĩ sai khi nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng trái cây giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong tương lai. Nếu có ý định giảm cân, chúng ta nên lựa chọn các loại trái cây ít ngọt như thanh long, ổi, táo. Không nên ăn trái cây trước khi đi ngủ. Quan điểm này không có bằng chứng nào cho thấy ăn trái cây trước khi đi ngủ lại có hại. Một số các loại trái cây như kiwi còn giúp cải thiện giấc ngủ nhờ chứa serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng, giúp ngủ ngon hơn. Chỉ ăn trái cây khi bụng đói. Một số người khuyên chỉ ăn trái cây khi bụng đói để hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi, giảm cân, nhưng không có bằng chứng chứng minh điều này. Trái cây có thể được ăn cùng các loại thực phẩm khác để giúp cảm thấy no và kiểm soát lượng đường trong máu.